Chào mọi người, trong clip ngắn này, em biết Việt sẽ chia sẻ về một số cái từ ngữ mà dễ gây hiểu lầm khi mà mình hiểu theo cái nghĩa đen so với hiểu theo cái nghĩa đặt trong cái bối cảnh của xác suất thống kê. Thì trong các video clip trước, có thể là mọi người đã nghe một số cái từ ngữ đại loại như thế này. Đầu tiên là cái từ mà chắc, chắn, thắng. Rồi, đây là cái cột hiểu theo nghĩa đen. Còn đây là cái cột hiểu theo cái nghĩa xác suất thống kê, hay còn gọi là probability đó. Nếu mà mình hiểu theo cái nghĩa đen, khi mà nghe một người mà họ nói là chắc chắn thắng thì mình sẽ hiểu như thế nào? Một á, là người ta sẽ hiểu theo cái nghĩa win rate là 100%, có nghĩa là bách chiến bách thắng, cứ vào lệnh đó là chốt lời hết trơn, lệnh nào cũng toàn là thắng toàn tập á. Thì nghĩa đen thì cái đó là nó định nghĩa là chắc chắn là thắng, luôn luôn thắng, thắng trong mọi hoàn cảnh, mọi lệnh. Cái hiểu này á, nó rất là lầm lạc. Tại vì á, trên thực tế á, cái chiến lược giao dịch nó sẽ chia ra như thế này. Một cái gọi là short term. Short term này á, là nó sẽ bao gồm những cái đứa mà nó trade intraday nè, rồi nó trade theo kiểu scalping nè, rồi những cái kiểu mà win mà mang tiếng là win nhưng mà nó win cục vũng à, nó chỉ ăn từng khúc nhỏ nhỏ thôi á, ăn ở khúc đoạn này á, ăn một chút rồi cái tới đoạn khác ăn thêm một chút nữa. Đó là những cái đoạn sóng ngắn á, chung quy lại là cái đám này đó, là nó ăn rất là ngắn. Khi mà nó ăn ngắn như vậy á, thì cái tỷ lệ win rate nó đạt được nó sẽ cao hơn 50%, hoàn toàn nó có thể là nó đạt được tới 70-80 cũng có luôn nữa. Nó làm cho cái lịch sử á, rất là đẹp mắt. Do đó khi mà nghe cái từ chắc chắn thắng á, là nó sẽ dễ hiểu là tối ưu cái tỷ lệ thắng, tỷ lệ dự đoán đúng. Rồi cái nhóm thứ hai á, gọi là cái nhóm midterm, đó là trung hạn. Rồi cái nhóm thứ ba gọi là cái nhóm long term, thì tùy vô đặc tính của mỗi cái thị trường tài chính mà đang đầu tư. Có thị trường như forex đi thì nó nằm ở tới đây, còn những cái thị trường vốn mà nó có khả năng tạo ATH theo thời gian giống như cổ phiếu hoặc là tiền mã hóa thì cái đó thì nó có thể long term được, nó kéo dài tới hàng năm, mấy năm trời. Còn cái forex nó tự cái giá cái tỷ giá nó không có ít mấy lần được. Trong dài hạn á thì nó luôn bị những cái ngân hàng trung ương nó kiểm soát cái tỷ giá, nó không thể nào mà tỷ giá mà nó đi nó tạo đỉnh kỷ lục liên tục được. Do đó cái thằng forex á thì nó chỉ là midterm thôi. Rồi, trở lại cái vấn đề á, là cái từ ngữ chắc chắn thắng hiểu theo cái xác suất thống kê thì nó phải hiểu như thế nào mới đúng. Xác suất thống kê á, là nó cho mình biết được á, là cái bài toán kinh doanh là mình phải biết là mình lời như thế nào. Lời như thế nào. Đó. Muốn biết á, là một người á, cuối cùng á, là cái phương pháp trade có hiệu quả hay không, chỉ cần đúc kết lại một câu thôi, cuối cùng thì lời như thế nào. Giống như mình hỏi bất kỳ một cái người làm nghề nào đó sinh sống đi, họ đều nắm được là trung bình là một tháng chi phí cố định bao nhiêu, rồi chi phí vận hành bao nhiêu, rồi doanh thu bao nhiêu, rồi có bao nhiêu lần là trúng được những cái khách sạp hoặc là những cái trúng ánh, những cái lô lớn. Thì cái người mà thật sự có lời á thì họ sẽ trả lời ngay cái mấu chốt á, về chi phí với lại doanh thu, rồi cuối cùng á là nó ra được cái lợi nhuận. À, lợi nhuận bằng doanh thu trừ cho chi phí. Rồi thì cái từ chắc chắn thắng á là nhắm tới cái chỗ này đây. Cuối cùng á, thì cái tiền tươi thóc thật á, thì cái số tiền mình lời được á, lời mình
Tại vì nó hơi khó ở chỗ là phải biết cái cách thống kê cái lịch sử của mình giao dịch, cái cách làm rồi mình thống kê theo từng cái hành động, thì lúc đó mình mới dễ hiểu những cái từ ngữ này. Chẳng hạn như ngay cả cái từ chi phí đi, thì nếu mà hiểu theo nghĩa đen thì nó dễ hiểu theo nghĩa là chi phí giao dịch. Còn ở trong sách thống kê, cái chữ chi phí của nó, cái chữ chi phí cơ hội, cái chữ chi phí là cái tất cả những cái khoản mà stop loss, những cái lệnh mà dự đoán sai đó, nó bị stop loss, tiếp tục nó stop loss, cộng hết trơn nguyên cái đám stop loss đó, thì nó gọi là chi phí. Có nghĩa là mình cần phải trả cái chi phí này để mình đổi lấy một cái cơ hội lớn đó. Cái cũng cùng một cái từ ngữ thôi, nhưng mà đặt ở trong cái bối cảnh đó, nó ra cái nghĩa nó khác hoàn toàn à. Còn nếu mà mình hiểu theo cái nghĩa đen không có đúng, nó không có ăn nhập gì so với cái bài toán kinh doanh mà mình đang làm hết trơn á. Rồi cái từ thứ hai nữa là không lỗ. Đây cũng là một cái dễ gây hiểu lầm ở đây. Nếu mà hiểu theo nghĩa đen á, mình nghĩ không lỗ là sao? Thì nó cũng na ná như này nè. Chơi không lỗ rồi chơi chắc chắn là nó chỉ là từ là bảo toàn được cái số vốn trở lên lớn hơn hoặc bằng, thì hiểu theo nghĩa đen là như vậy. Nhưng mà hiểu theo cái nghĩa xác suất thống kê thì nó khác. Trong xác suất thống kê á, nó như thế này. Đối với cái người mà trade trung hạn á, thì thường á, là ít khi nào, hiếm khi nào mà tài khoản chống rỗng lắm, lúc nào cũng còn lệnh, lúc nào á, trong cái danh mục đầu tư nó vẫn còn cái lệnh mở, nó chạy dài hạn. Nhưng nếu mà mình xét theo cái bắt đầu trade đi, đây nha, bắt đầu trade ở dịch xuất phát đây, thì nó chỉ có thể xảy ra ba cái trường hợp thôi. Chẳng hạn như mình thực hiện 100 cái thương vụ, gọi là thương vụ nha, chứ không phải là một trade. Tại vì cái người mà trade theo những cái phương pháp trung hạn á, là người ta gọi là thương vụ. Tại vì một cái trade nó còn kéo dài, nó khác với cái kiểu mà trade kiểu mà mở lệnh xong đóng lệnh, cái gọi là một trade. Gọi là sau 100 trade thì nó chỉ ra được ba cái trường hợp thôi. Một á là xen kẽ, có nghĩa là lệnh xen kẽ là lệnh lãi nhỏ, lãi lớn, lỗ, lãi, lỗ, lãi. Nó xen kẽ một cách ngẫu nhiên, random. Đó là cái trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai nữa là nó may mắn á, nó thắng trước, rồi sau đó nó lỗ. Nói chung là nguyên một cái nhóm mà giúp cho cái tài khoản nó tăng rất là nhanh á, nó tăng nhiều lần á, nó xảy ra trước, rồi sau đó là những cái lỗ hoặc là những cái lãi nhỏ nó xen phía sau. Anh là cái nhóm thắng á, nó sẽ đầu tiên. Rồi cái trường hợp thứ ba là cái trường hợp mà losing streak, nghĩa là nguyên một cái chuỗi drawdown nó làm cho tài khoản hụt, nó lỗ liên tục luôn, nó lỗ đủ kiểu hết. Rồi cuối cùng á, cái nhóm thắng á, nó xuất hiện tốt ở phía sau, nó làm cho cái tài khoản mình nó sập xuống á, nó lỗ rất là nhiều, rồi sau đó nó mới thắng á. Thì nó chỉ xảy ra ba cái trường hợp mà thôi. Khi mà mình trade theo kiểu trung hạn á, trade mà gồng lãi á, thì nó chỉ là xảy ra ba cái trường hợp này. Thì cái nhóm thắng nó xuất hiện như thế nào, nó ở cái khoản nào á, mình á thì mình chỉ biết chắc chắn một điều là nó sẽ luôn có cái tỷ lệ nó rất cao. Giống như giờ đi, mình mua vé số đi, một mà 10 mũ 9 mũ 10 gì đó, thì cái tỷ lệ nó quá nhỏ để mà thắng được độc đắc. Nhưng mà để thắng được một cái lệnh lớn á, một cái lệnh lớn ở trong để mà nó làm lời nhiều á, nó mang lại một cái số tiền lời nhiều á trong cái trading á, thì nó rất cao. Cái tỷ lệ mà mình thắng á, mình không có cần phải đạt nhiều, sau 100 đi thua, nó có thể là nó thua lớn hơn 50%, rồi sau đó là những cái lệnh mà nó không có đúng bài, rồi sau đó là chỉ có một cái nhóm nhỏ à, là cái nhóm đó là cái nhóm mà tăng trưởng đó, cái nhóm mà thật sự mà làm cho cái tài khoản mà tăng trưởng rất là nhiều lần luôn á. Nó so với cái con số 100 á, là cái tỷ lệ nó rất lớn luôn. Ví dụ như mình chơi 100 trận đi, mình chỉ cần thắng được á là khoảng là nhỏ hơn 10 lệnh, có thể là 5 lệnh, 6 lệnh, nhiều đó rồi.
là nó cán nát hết trơn tất cả những cái chi phí, giờ nó ít lên mấy lần so với cái chi phí mà mình bỏ ra đó. Ví dụ như cái chi phí nè, cái nhóm mà đầu tiên á, nhóm sen kẻ, rồi cái nhóm thứ hai là cái nói chung là tất cả những cái stop loss đó nó cộng lại á, thì nó ra cái khoản là chi phí, rồi cái phần mà lúc mà nó thắng trở lại á, nó lật ngược thế cờ trở lại á, thì nó ít được bao nhiêu lần, ít bốn cái thằng này nè. Thông thường á, khi mình trade á, là mình hay thấy có mấy đứa nó đặt cái RR trên từng lệnh á, nhưng mà cái này á là để cho mấy đứa short term nó làm thôi, còn mid term á là nó sẽ đo trên cái chi phí, cái tổng cái stop loss của nó, rồi nó ít bao nhiêu lần. Đối với thằng forex đi thì nó ít 3, ít 4 rất là dễ, còn đối với những thị trường khác á, thì cái con số này á nó có thể cao hơn. Đấy, đó là cái cách hiểu. Do đó lúc mà mình nói không lỗ á là nó phải xét trên một cái số lượng lệnh, chẳng hạn như một cái lô 100 lệnh, rồi lúc đó tổng kết lại hàng ngày trên mỗi cái thương, không phải là trade hàng ngày, mà khi mà có một cái thương vụ nó bắt đầu á rồi nó kết thúc thì cứ lặp đi lặp lại cho tới chừng nào mà đủ 100 lệnh, lúc đó đánh giá lại thì lúc đó nó mới hiện ra cái số liệu là cái chi phí nó bao nhiêu, rồi mình nhìn lại cái lệnh này mình đặt á là nó thuận lợi, rồi lệnh này nó bất lợi, nó thuận lợi, bất lợi, nó mình không có cần phải hàng ngày mình kiểm tra từng số liệu, mà mình chỉ việc tuân thủ đúng theo cái rule, cái quy tắc của mình, rồi sau một cái lốc như vậy 100 lệnh, 200 lệnh, 300 lệnh mình đánh giá lại thì nó hiện lên cái tỷ lệ này. Đấy. Đây, cái tỷ lệ này, chi phí và cơ hội. Đó, thì tự nó hiện lên cái số này. Do đó nó rất là khác luôn, cái con đường trade theo kiểu mà trung hạn á, nó hoàn toàn nó khác với lại cái nhóm ngắn hạn. Rồi, cái thứ ba nữa là nói về cái kiên định. Cái này á, nếu mà mình mà không hiểu á, là coi như là cả đời là chỉ toàn là đi học không à. Chẳng hạn như mình thấy ai đó giỏi, có vẻ như là nhiều năm trong nghề, cái là mình học theo, nhưng mà mình không có biết á, cái ý nghĩa thật sự của cái từ kiên định. Kiên định nó có ý nghĩa như thế này, chẳng hạn gì đi. Khi mà mình tự học trên mạng á, nhất là những cái phương pháp mà mình sẽ thấy á, ví dụ như mình gọi đây là một cái đỉnh đi, thì có ông á, ông sẽ đánh ngay khúc này, có ông á, ông sẽ đợi lúc mà nó sập giá xuống rồi ông sẽ vô khúc này, rồi có ông á, ông sẽ đợi lần sau cái nữa, rồi ông vô khúc này. Nói chung á là mỗi người ta chọn cái entry, cái điểm vào á, nó khác nhau hết trơn à. Do đó không có thằng nào á mà cái điểm vào nó tốt hơn. Có đứa nó nói tao mua được cái giá thấp hơn vậy là tao làm như vậy nó chuẩn hơn. Thật ra không có. Trong cái quy luật xác suất thống kê á, không có quan trọng á là cái người đó họ đánh ở cái khúc nào. Cái quan trọng á là họ áp dụng liên tục, lúc nào á họ cũng áp dụng đúng theo cái kiểu đó đó. Cái thứ nhất á là cái luôn luôn theo một vị trí. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái này quan trọng hơn nữa nè, đó là cái lời, cái tiền tươi thóc thật á, nó là bao nhiêu. Ví dụ như trở lại này đi, có đứa nó mua tốt ở trên cái đỉnh này nè, hoặc là có đứa nó mua tốt dưới này nè, nhưng rồi cuối cùng á nó mua trên này, ủa nó mua trên đỉnh hay là nó mua dưới này, rồi cuối cùng nó lời bao nhiêu, nó cầm cái lệnh đó, nó giữ cái lệnh đó được bao lâu, rồi cuối cùng kết thúc cái trade, cái thương vụ nó lời bao nhiêu. Tính bằng cái tiền tươi thóc thật á, là tính bằng cái tiền lời á, chứ đừng có tính lệ thuộc quá nhiều vô cái chỗ dự đoán là chỗ này nó mua vậy là mua giá cao quá, đợi lúc mà nó hạ nhiệt rồi mua thì nó tốt hơn. Cái đó là phụ thuộc quá nhiều vô cái dự đoán tương lai rồi. Trong khi á, sự thật á là ở đâu nó cũng mang lại cái xác suất đúng như nhau hết trơn á.
cái chữ đúng này nó cũng hơi khó. Ở trong xác suất thống kê á, đúng có nghĩa là cái lệnh đó, đó nó lời rất là nhiều. Cái chữ đúng là khi mà nó lời rất nhiều á, bằng cái tiền á, thì nó mới gọi là đúng, chứ không phải là chỉ đơn giản là thắng cái gọi là đúng đó. Do đó nếu mà mình đã quyết định á, là mình mua ở cái vị trí nào thì mình lập đi lập lại đúng theo cái vị trí đó. Và cái thứ hai nữa là cái tiền á, mình thiết kế theo cái kiểu đó đó, rồi cuối cùng á, là mình gồng lại á, nó thắng được bao nhiêu đó, thì đó mới chính là hai cái yếu tố mà cần quan tâm đó. Nó gọi là cái kiên định đó, kiên định. Rồi đây là những cái hiểu lầm khi mà mình hiểu lầm là phải đúng thôi. Hiểu lầm là cái chuyện đương nhiên, tại vì mình không có làm theo cái phương pháp giống như mấy cái ông mà đánh trung hạn, mình chỉ quay theo kiểu mà ăn sỏi ngắn hạn, thì làm sao mà mình hiểu được cái cách làm mà của cái người mà đánh trung hạn họ làm như thế nào. Chỉ đem cái nghĩa đen ra, rồi cái suy luận theo cái cách làm của mấy đứa ngắn hạn thì dĩ nhiên là nó đâu có đúng cái ý, cái phương pháp đấy. Rồi thông qua cái video này thì mọi người cũng đã hiểu hơn về hai cái lối đánh, và cũng biết là cái bài toán lợi nhuận khi mình trade trung hạn nó cần những gì, rồi mình thấy được cái điểm khác biệt á, rồi lúc đó là điều chỉnh hay không là tùy của mỗi người. Rồi cảm ơn mọi người đã lắng nghe.